Cô chú anh chị ơi, bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam sẽ quay căn nhà lầu đẹp mới xây ở xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Cái chỗ này là gần Tòa Thánh Câu Đài nha cô chú anh chị, cách Tòa Thánh là có 3 cây thôi. Từ đây đi lên núi Bà Đen á là 8 cây nha. Nhà này á có cái ban công trên lầu với lại mấy cái cửa sổ á là nhìn cái view hướng lên núi Bà Đen rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây là tờ sổ hồng ngay chủ của nhà đất đang cần bán nè. Nhà này hướng đông nha. Chiều ngang á là đúng 5m, chiều dài 26m. Xây một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm toilet, phòng khách, phòng thờ. Sân á thì đậu được ô tô 7 chỗ đậu cũng rộng rãi luôn nha. Cái vị trí này là cách đường nhựa Ninh Phú á không tới 100m nữa, cách đường Trường Chinh là khoảng 250m. Cách trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2 là khoảng chừng 500-600m thôi. Đi ra tỉnh lộ 781 chợ Bầu Năng á, là khoảng 700m nha. Thì bây giờ anh Lài chủ nhà bán trọn gói cả nhà và đất này luôn, sẽ được tặng một số món nội thất nha, với giá bán 1.750.000.000. Định vị Google Maps của nhà Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha cô chú anh chị. Căn nhà này có cái view rất là đẹp luôn nha. Cái view này gọi là view triệu đô nè. Đã, bây giờ Tấn sẽ zoom lên cho cô chú anh chị xem núi Bà Đen nha. Thì đây đi lên tới khu du lịch núi Bà Đen là khoảng 8 cây số. Đó, zoom lên là thấy cận cảnh núi, thấy được tượng Phật Bà đang đứng trên đỉnh núi nè. Rồi nhà ga cáp treo, chúng ta thấy luôn cả cái đường cáp treo từ dưới chân núi lên đỉnh núi luôn. Nhìn ngay khúc lưng chừng núi là thấy được cái chùa hang đó cô chú anh chị, là ở lưng chừng núi đó. À, nhìn view rất là đẹp ha. Và xung quanh hàng xóm người ta trồng cây xanh nhiều, cho nên nè, nhìn khung cảnh rất là mát mẻ luôn. Bây giờ Tấn sẽ quay tờ sổ hồng cho cô chú anh chị coi nha. Sổ hồng ngay chủ, không có qua môi giới trung gian. Đầu tiên mình coi cái sơ đồ này cô chú anh chị. Thì nhà đất này là hướng chánh đông nha. Cái đường mặt tiền ở phía trước là đường 8m nè. Chiều ngang á là 5m. Và chiều dài 26m. Đó, nhìn sơ đồ đẹp nha. Đất ở đây là thổ cư 100% nha cô chú anh chị. Thửa đất số 864, tờ bản đồ số 33 nè. Địa chỉ xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích đất là 130m². Đất ở tại nông thôn, tức là thổ cư 100% nha. Giá bán 1.750.000.000. Liên hệ ngay chủ, không có qua môi giới nha cô chú anh chị ơi. Đây cô chú anh chị coi mặt tiền ở trước nhà nè, cổng lập ngói và cái mái che ra tới ngoài đường luôn nha. Cái đường mặt tiền của nhà hiện tại là đường rải đá, đường rộng 8m nha cô chú anh chị. Nhà này là hướng chánh đông. Đó, kế bên nhà là có cái ngã tư. Thì đường xá đây là theo dạng bàn cờ nha, cứ chạy khoảng 100m là có cái ngã tư. Đi ra cái hướng này 700m là đường tỉnh lộ 781 ngay chợ Bầu Năng. Ngoài đó là có nhiều trường học nha. Rồi bách hóa xanh, điện máy xanh, thế giới di động. Đây căn nhà lầu nè cô chú anh chị. Một phòng khách, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm toilet ha. Nhà hướng đông nha. Xã Bầu Năng này là giáp ranh với thành phố Tây Ninh và giáp ranh với thị xã Hòa Thành luôn. Nhìn qua hướng này không tới 100m nữa thì sẽ có cái ngã tư. Cái đường nằm ngang chính là đường nhựa Ninh Phú.
đã là hỏng tới 100m nha, còn đi thẳng thêm khoảng 150m nữa là ra đường Trường Chinh nha cô chú anh chị. Cách đường Trường Chinh là khoảng 250m. Ra đường Nhựa Ninh Phú nè, quẹo phải khoảng 500m là có trường cấp 2, trường mẫu giáo, trường tiểu học, rồi thông ra tỉnh lộ 781. Đây, bây giờ vô coi nhà nè cô chú anh chị. Thì cái sân này á là ô tô 7 chỗ, đậu cũng rộng nữa nha. Đây, phía trước sân là có xây tường nè, có đèn trang trí. Đèn cái kiểu cổ điển á cô chú anh chị, với lại cái tông màu nè. Đó, đậm chất cổ điển nha. Ở phía trước sân á là cũng được la phong luôn. Còn cái cổng ở trên là lập ngói luôn nha. Một căn nhà lầu ở xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Thì theo định hướng phát triển á, từ đây đến năm 2030, huyện Dương Minh Châu này sẽ lên thị xã, khi đó Bầu Năng sẽ lên phường nha cô chú anh chị. Bầu Năng là giáp ranh với thành phố Tây Ninh và giáp ranh với thị xã Hòa Thành nha. Mặt dựng của nhà nè, dán đá bóng kiến rồi, nhìn rất là đẹp nha. Bậc thềm bước lên nhà hai bậc, phong thủy tốt luôn á. Cửa nhôm xin pha, kính cường lực, tặng bộ rèm cửa. Và vô bên trong nhà thì chúng ta thấy rất là sang trọng luôn. Trần thạch cao nè cô chú anh chị. Đèn chùm nè, đèn chùm cái kiểu cổ điển châu Âu luôn ha. Một cái bức tranh sơn thủy hữu tình, gạch men dán tường cao 1m6. Còn ở dưới nền á là đá bóng kiến 80-80. Đó, cái tấm đá bóng kiến bự ha. Định vị Google Maps của nhà Tấn Sĩ Ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Cái chỗ này á là gần đường Nhựa Ninh Phú, gần trường Trung học cơ sở Bầu Năng, gần ủy ban xã, chợ Bầu Năng, lại gần đường Trường Chinh luôn nha cô chú anh chị. Giá bán 1.750.000.000. Nhà thiết kế là ở tầng trệt nè, phòng khách xong tới nhà bếp luôn. Đó, thiết kế cái kiểu này nó hiện đại nha. Và cái không gian á, thiết kế như thế này thì chúng ta thấy nó rất là rộng thoáng nha cô chú anh chị. Đứng ngay chỗ nhà bếp, nhìn ra phòng khách nó cũng thoáng. Mà từ ngoài phòng khách nhìn vô trong cũng thoáng luôn. Đây, từ trong nhìn ra nè. Nhà này hướng đông nha cô chú anh chị. Hướng đông là chỉ hơi nắng buổi sáng thôi. Mà nhà này cái sân là mấy che với lại la phong hết luôn rồi. Cho nên là mát mẻ cả ngày luôn nha. Không có nắng nôi gì á, mưa cũng không có tạt luôn. Cái khu vực bếp khá là rộng nè. Đó, để bộ bàn ăn chỗ này hợp lý nè. Trên trần á thì thiết kế đẹp luôn. Đó, nhà làm chất lượng á cô chú anh chị. Lầu đúc luôn nha. Đây, ngay cái bếp thì khá là rộng nè. Cái bếp chữ L, mặt bếp là đá hoa cương màu đen. Đây, tủ gỗ màu trắng nè. Nhìn sang trọng đó cô chú anh chị. Phía bên đây là có cái cửa sổ, có bộ rèm cửa luôn. Thì căn nhà hàng xóm á, người ta xây không có liền tường với căn nhà này, đó dư ra khoảng 1m, cho nên là mở cửa sổ đồ nó rất là thoáng, gió đồ nhiều nha cô chú anh chị. Cận cảnh cái gạch lát nền nè, cái gạch lát nền khổ lớn nha, tới 80-80 lần á. Thì nhà này là tới 3 phòng ngủ lận. Có một phòng ngủ ở tầng trệt. Cửa nhôm kính mờ nè. Tặng tủ gỗ, giường gỗ, bàn trang điểm, cái tủ để đèn ngủ đầu giường, đường dây điện để gắn máy lạnh, đường ống đồng là có đi sẵn luôn nha. Trong phòng ngủ cũng là trần thạch cao luôn, đèn ngủ đâu có sẵn nè. Đó, bộ bàn trang điểm bằng gỗ, giường gỗ nè, và tủ quần áo. Đó, tặng hết tất cả nội thất như thế này thì giá bán trọn gói cả nhà và đất để tặng luôn nội thất luôn 1.750.000.000. Đó, thì đây là phòng ngủ của tầng trệt ha. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp tầng trệt này coi có gì nữa nè. Gạch men nhấn tường là cao 1m6 xuyên suốt từ trước ra tới sau nha.
máy giặt thì sẽ để ngay đây nè cô chú anh chị. Đấy, chủ nhà thiết kế là ống nước vô nước ra nè, ổ điện nè, ngay chỗ này có cái cửa sổ, cái sân phơi ở phía sau kìa, chúng ta thấy khá là rộng, để cây kiểng ở phía sau cũng được á. Đây, nhà tắm toilet của tầng trệt nè. Gương, lavabo, cửa thông gió, rồi bồn cầu liền khói, vòi sen, vòi xịt đầy đủ nha. Vòi sen là sử dụng được nước nóng lạnh nha cô chú anh chị. Cái tường của nhà tắm toilet á là dán gạch men nè, gạch bông nữa nè. Nó dán tới trên nóc luôn. Và cái sân phơi ở phía sau thì lát gạch sân vườn nè. Đó, sân khá là rộng nha, để cây kiểng nào vô nữa cho nó mát mẻ, nó đẹp hết cô chú anh chị. Có xây tường xung quanh. Rồi, nhìn lên trên nè. Cái cửa sổ ở trước nhà tắm toilet của trên lầu á, bồn nước inox để trên. Đường nước nóng lạnh á là có đi sẵn nha. Ở sau là có cái sàn nước nữa nè cô chú anh chị. Đây là tổng thể của tầng 1. Bây giờ chúng ta sẽ lên lầu. Ở xung quanh nhà thì gắn đèn trang trí khá là nhiều luôn, cho nên là cái này buổi tối vô còn lung linh hơn bây giờ nữa nha cô chú anh chị. Giờ tấm quay buổi chiều nha. Bây giờ là 4 giờ chiều nè. Ở phòng khách đây thì sẽ được tặng cái kệ để tivi bằng gỗ. Cầu thang lên lầu. Đây, từ trong nhìn ra ngoài sân ha, cái sân khá là rộng, ô tô 7 chỗ đậu là vẫn còn rộng nha, còn 4 chỗ thì đậu rất là thoải mái luôn đó. Cổng lập ngói giống như là những cái nhà máy Thái sang trọng vậy đó. Hàng xóm kế bên cũng nhà máy ngói nha. Máy che thì nó liền kề nhau luôn, cho nên không có sợ mưa tạt gì hết nha cô chú anh chị. Rồi, lên lầu. Đó, một căn nhà lầu nhưng mà giá rất là rẻ luôn ha, 1 tỷ 750 triệu à. Giáp ranh với thành phố Tây Ninh á, chỗ này cách Tòa Thánh là 3 cây, cách siêu thị Go là khoảng 3 cây rưỡi, cách chợ Long Hoa là khoảng 5 cây, vô trung tâm thành phố Tây Ninh cũng có 5 cây thôi. Từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là 80 cây nha. Thì trên lầu là có 2 phòng ngủ nữa, rồi nhà tắm toilet ở sau. Còn ở trước nè, chúng ta thấy một cái không gian rất là rộng luôn. Thì đây là khu vực phòng thờ ha. Đây, cầu thang nè. Cầu thang á là lát đá hoa cương, lan can kính cường lực, tay vịn bằng gỗ. Rồi tường thì có dán gạch men, có đèn trang trí. Trên lầu thì có ban công phía trước nè. Trên đây cũng làm trần thạch cao hết luôn. Và ngay cửa sổ á, cô chú anh chị sẽ thấy cái view rất là đẹp nha. Nhìn ra là thấy biểu tượng của Tây Ninh liền. Núi Bà Đen, biểu tượng Tây Ninh. Nóc nhà Nam Bộ nè. Căn nhà này lãng cao hơn những căn nhà xung quanh, cho nên là lên đây chúng ta ngắm cảnh đẹp và nó thoáng. Ở phía trước là có cái khung cửa kính bự nè, có rèm cửa đâu hết. Đó, cửa đi ra là cửa nhôm sinh pha luôn, kính cường lực luôn nha. Đây, cái ban công nè cô chú anh chị ơi. Đá hoa cương nè. Máy che của cái sàn bên dưới ha. Và đối diện thì chúng ta thấy là nhà người dân người ta xây nhiều và trồng cây xanh cũng nhiều nữa, cây dừa đồ này kia nè. Nó nhìn rất là mát luôn ha. Và đây view núi Bà Đen. Để tấn zoom lên cơ chứ anh chị thấy tượng Phật Bà trên đỉnh núi nè. View triệu đô à. Đó, thấy tượng Phật Bà trên đỉnh núi, nhà ga cáp treo. À, chúng ta thấy luôn cả cái đường cáp treo đang chạy dưới chân lên tới đỉnh kìa. Đó, bây giờ tập đoàn Sun Group đang đầu tư rất là hoành tráng ở trên đỉnh núi Bà Đen nha cô chú anh chị. Tấn nhắc lại giá bán của căn nhà nha. 1 tỷ 750 triệu. Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Maps á, để ở trong phần mô tả. Rồi, bây giờ trở lại vào bên trong. Đây, chỗ này là khu vực phòng thờ ha. Và cái chỗ ngồi làm việc, ngồi đọc sách đồ cũng được nè. Tại vì không gian nó khá là rộng. Nhiều cửa sổ nữa, nó thoáng ha.
đèn trang trí quá chừng. Đây là cái phòng ngủ thứ hai. Thì cái phòng ngủ này là không có tặng giường tủ giống như phòng ngủ ở phía dưới ha. Đèn ngủ nè, rồi đường dây điện gắn máy lạnh, đường ống đồng có sẵn. Đó, ngay cái cửa sổ này nhìn ra cũng là view núi Bà Đen luôn. Nóc nhà của hàng xóm thì nó cao có tới đây thôi, cho nên là căn nhà này cao hơn á, là chúng ta có thể nhìn được cái view núi ha. Gạch dán tường nè. Thì ba cái phòng ngủ của căn nhà này Tấn thấy rất là rộng luôn nha. Cả ba phòng ngủ đều rộng rãi dữ lắm. Đây, phòng ngủ thứ ba cũng có cửa sổ, cũng nhìn ra view núi luôn á. View nào cũng đẹp hết cô chú anh chị. Đây, một cái cửa sổ. Cái cửa sổ lúc nãy ở dưới chúng ta nhìn lên thấy nè. Đó, cửa sổ ha, có rèm cửa. Và đây là nhà tắm toilet ở trên lầu. Cũng dán gạch men hết luôn. Vòi sen, vòi xịt, bồn cầu liền khói, gương, lavabo đầy đủ. Có cửa thông gió luôn nha cô chú anh chị. Đó, bây giờ trọn gói luôn cả nhà và đất. Để tặng một số món đầy thác như nãy giờ chúng ta thấy á, là 1 tỷ 750 triệu. Bây giờ Tấn nhắc lại thông tin nha. Nhà hướng chánh đông, mặt tiền, đường 8m, cách đường nhựa Ninh Phú á, là khoảng 90m thôi. Cách đường Trường Chinh là 250m nha. Gần trường trung học cơ sở Bào Năng. Thì diện tích của nhà chiều ngang 5m, chiều dài là 26m. Tổng diện tích đất là 130m2. Đất ở đây là thổ cư 100%. Nhà xây 1 trệt 1 lầu, 1 phòng khách 1 phòng thờ, 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm toilet ha. Giá bán 1 tỷ 750 triệu. Cô chú anh chị muốn mua là liên hệ anh Lài chủ nhà. Số điện thoại là 0918 1555 16, 0918 1555 16, 0918 1555 16. Cái số này có Zalo nha. Được tặng một số món nội thất như cô chú anh chị đang thấy ha. Nhà cách Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh á 3 cây, cách núi Bà Đen khoảng 8 cây, cách siêu thị Go á là 4 cây nha, cách chợ Long Hoa là 5 cây, vô thành phố Tây Ninh cũng khoảng 5 cây. Từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là 80 cây đó cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị ơi, đường mặt tiền ở trước nhà nè. Đó, căn nhà này là liền kề với những căn nhà đẹp ha. Cái ngã tư kế bên á là đang chuẩn bị làm đường nha cô chú anh chị. Người ta để cống thoát nước đồ sẵn rồi đó, chuẩn bị làm cái đường nằm ngang ngay chỗ ngã tư kế bên ha. Rồi đây, căn nhà đang cần bán nè. Một căn nhà lầu giá rẻ 1 tỷ 750 triệu nha. Bây giờ Tấn sẽ chạy ra đường nhựa Ninh Phú, chạy ra tới cái trường trung học cơ sở Bầu Năng cho cô chú anh chị coi ha. Chúng nữa Tấn sẽ quay từ Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh chạy vô tới đây nha. Hàng xóm kế bên là nhà đẹp đẹp không á cô chú anh chị. Đó, từ nhà chạy ra 90m là đường nhựa Ninh Phú nè. Quẹo trái là hướng ra Ủy ban xã Bầu Năng. Còn đi thẳng 150m là đường Trường Chinh nha. Bây giờ Tấn quẹo phải qua cái trường học. Đầu đường là tiệm tập quá bự bên phải nè cô chú anh chị. Đầu đường là tiệm tập quá bự với lại cái đại lý ga nha, VT ga. Chút nữa Tấn sẽ quay thêm. Đó, thì cái đường nhựa Ninh Phú cách nhà có 100m nè cô chú anh chị. Kinh doanh buôn bán quá chừng nè, đầy đủ tiện ích nè. Quán ăn, quán cà phê, thuốc tây, tập quá. Rồi có phòng tập gym rồi nữa ha. Trà sữa, ăn giặt rồi nè. Thì cô chú anh chị mua nhà này ở đây chúng ta đi được nhiều chợ lắm. Đi ra chợ Bầu Năng là chợ gần nhất á, cách có 700m thôi. Còn đi cái chợ lớn nhất Tây Ninh đó là chợ Long Hoa đó, là khoảng 5 cây số.
hoặc là đi chợ cư trú nè, chợ đầu mối nông sản cầu K13 nè, khá là nhiều chợ luôn. Nhà cửa dân cư thì đông đúc ha, ở đây đông vui lắm. Rồi, trường trung học cơ sở Bầu Năng là bên tay phải nè cô chú anh chị. Nếu chạy thẳng cái đường này là sẽ ra tỉnh lộ 781 nha. Đó, cái trường cấp 2 này là cách nhà chỉ có 500m thôi nha cô chú anh chị. Trường rất là bự luôn. Bây giờ Tấn sẽ quay từ Tòa Thánh Tây Ninh chạy tới căn nhà đang cần bán là 3 cây số cho cô chú anh chị coi nha. Ngay đền thánh thì bây giờ chúng ta sẽ đi ra cửa Hòa Viện nha cô chú anh chị, là cái cửa kế bên đền thánh luôn nè. Ở đây nhìn lên là thấy núi Bà Đen nè. Định vị Google Maps của nhà Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Đây là cửa Hòa Viện. Thì ra cái cửa này á là sẽ có cái đường nằm ngang, đó là đường Cách Mạng Tháng 8 á cô chú anh chị. Chúng ta sẽ quẹo phải hướng về Bầu Năng nha. Còn đi thẳng là lên khu du lịch núi Bà Đen đó. Còn quẹo trái là vô trung tâm thành phố Tây Ninh. Đây, đường nằm ngang là đường Cách Mạng Tháng 8, chính là đường tỉnh lộ 781 nè cô chú anh chị. Bây giờ mình sẽ quẹo phải hướng về Bầu Năng nha. Còn đi thẳng là vô đường Điện Biên Phủ hướng lên núi Bà Đen. Quẹo trái như chỗ này là vô trung tâm thành phố Tây Ninh nha. Nếu mình đi thẳng vô đường Điện Biên Phủ á cô chú anh chị, chạy tới đường Trường Chinh rồi mình quẹo phải là cũng vô nhà được luôn. Còn giờ Tấn quyết định là mình sẽ chạy theo đường tỉnh lộ 781. Chạy tới cặp bên hông của Ủy ban xã Bầu Năng thì mình sẽ quẹo trái vô nhà nha. Bây giờ mình đi ngang cái khúc này á cô chú anh chị, là giáp ranh giữa ba địa phương nha. Bên phía tay phải á là thị xã Hòa Thành, bên phía tay trái là thành phố Tây Ninh, còn ở trước mặt chúng ta là xã Bầu Năng của huyện Dương Minh Châu. Thì theo định hướng phát triển từ đây đến năm 2030, huyện Dương Minh Châu sẽ lên thị xã, khi đó Bầu Năng sẽ lên phường nha. Từ Tòa Thánh đi tới nhà là 3 cây. Nhà cách khu công nghiệp Chà Là khoảng 7 cây, cách núi Bà Đen 8 cây. Còn từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới nhà là 80 cây. Đây, tới khúc này là vô địa phận của xã Bầu Năng nè. Đó, thì có 3 cái hướng chính để đi vô nhà. Một hướng là Tấn đang quay cho cô chú anh chị coi là từ Tòa Thánh đi theo tỉnh lộ 781, chạy tới cặp bên hông Ủy ban xã Bầu Năng, quẹo trái vô. Một hướng là chúng ta đi theo đường Điện Biên Phủ rồi đi vô bằng đường Trường Chinh. Một hướng nữa là cũng trên tỉnh lộ 781 này luôn. Chúng ta đi vô bằng đường nhựa Ninh Phú ha. Đây, cửa hàng xe máy Hoài Minh nè. Bên phía tay trái chính là Ủy ban xã, công an và trạm y tế nè cô chú anh chị. Thì bây giờ mình sẽ quẹo trái ngay chỗ này. Đó, cặp bên hông của Ủy ban xã nha. Bên phải là cây xăng Petrolimex nè. Còn cái ngã ba đèn xanh đèn đỏ phía trước á là ngã ba Bầu Năng, chợ Bầu Năng đó. Có điện máy xanh, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động nha. Bò tơ Tư Đức. Đã quẹo vô đây thì chúng ta thấy cái view núi Bà Đen rất là đẹp. Đây, thấy được tượng Phật Bà trên đỉnh núi luôn. Bữa chiều ngày hôm nay Tấn quay thì thời tiết rất là đẹp ha. Trời trong cho nên là nhìn núi rất là rõ.
À, vô khúc này thì cô chú anh chị thấy là nhà cửa dân cư quá chừng đông luôn nè. Đường xá đây là theo dạng bằng cờ nha cô chú anh chị, chạy khúc là có ngã tư à. Đây, tới chỗ này là thấy núi toàn cảnh luôn nè. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, rồi bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Dân cư quá chừng đông đúc luôn. Thì bây giờ có chương trình là xây dựng nông thôn mới á cô chú anh chị, cho nên là những cái đường đất, đường rẫy đá này kia là tương lai sẽ lên nhựa hết nha. Nói chung là chỉ cần có kinh phí thôi là nhà nước sẽ đầu tư về hạ tầng giao thông hết cô chú anh chị. Tương lai Bầu Năng sẽ lên phường nữa mà. Thì cái đường vô nhà là chúng ta quẹo bên tay phải là tới nhà nè cô chú anh chị. Nhưng mà để Tấn chạy xích tới cái đường nhựa Ninh Phú đằng đây để Tấn quẹo phải vô. Nó vô bằng đường nhựa Ninh Phú luôn ha. Rồi quẹo đây nha. Còn đi thẳng tới khoảng chừng 150 mét thôi là đường Trường Chinh nha cô chú anh chị. Đường Trường Chinh là phía trước à. Để cho nên là lúc nãy từ đường Điện Biên Phủ á, chúng ta đi vô bằng đường Điện Biên Phủ rồi đi vô bằng đường Trường Chinh cũng được. Đây gọi là đường nhựa Ninh Phú. Đây là cổng chào ấp văn hóa Ninh Phú luôn nè. Chạy qua một ngã tư nè. Buổi sáng ngày hôm nay thì trời mưa lớn nha cô chú anh chị. Đây là ngã tư thứ hai nè. Đã tới ngã tư thứ ba mình sẽ quẹo phải nha. Thì trên cái đường nhựa Ninh Phú này cô chú anh chị thấy là nhà cửa dân cư rồi kinh doanh buôn bán rồi phòng tập gym rồi nè. Đó khá là nhiều ha. Rồi mình sẽ quẹo phải ngay chỗ này là tới nhà, ngay chỗ bảng Vetiga nè. À, chạy xích tới phía trước là cái trường cấp 2, trường mẫu giáo, trường tiểu học nha. Đó, Tấn sẽ ghim cái đường link định vị Google Map để trong phần mô tả. Đây, căn nhà đang cần bán là bên tay phải nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.